Thì tin nổi giận mọi người ơi. Đó bên đó đấy. Đây có tượng lớn lắm mọi người. Đây mọi người, trước mặt mọi người là nguyên một con long quy bự luôn. Y như cái trong lịch sử mà cái con rùa nó ngậm cái kiếm lên cho ai đánh giặc đó mọi người. Nope. Mình quên này lâu quá, mình cũng quên này. Đây là giờ mình mới được thấy nha mọi người. Quá trời bự luôn. Con rùa ngậm cái kiếm nha bạn. Thì có cái tên là Hồ Hoàng Kiếm đó mọi người. Đây mình đã tới rồi mọi người. Lớn lắm nha mọi người. Phật nhìn tay nhìn mắt. Quá trời người đông luôn mọi người. Như cái đó có nguyên cái kho tượng cao luôn mọi người. Không biết thấy rõ không nữa. Đây có mấy cái hồ lô đựng tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân mọi người. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Đây. Xin được viên này là chắc trường sinh bất lão mọi người. Ok các bạn, thì bây giờ người ta chuẩn bị diễn truyền thuyết Sơn Tinh Hỷ Tinh. Các bạn bây giờ đã chuẩn bị diễn rồi mà. Quá trời người coi luôn các bạn. Thank you.
các bạn, vua hùng lên nè các bạn, thấy rõ không? Đây nhạc nó hơi ồn, mấy bạn thông cảm. Kiếm mua quạt các kiểu không bạn ơi? Đốt pháo quá trời mà. Chưa nói nãy ngồi trên kia được mà không chịu nghe. Ngồi trên cái tường thật đó đó. Trên tinh đến đi các bạn ơi. Trần Tinh đến trước nha mọi người, nên vô được rước mỹ nương.
Đây mọi người xem tin đến trước đây nè. Hãy tin tới mọi người ơi. Này hãy tin đi ghen mọi người. Tới nó chưa diễn nữa mà nói gì kìa. Nhau nè. Đấy. Quýnh không hề giả trăng nha mọi người. No! Quýnh nhau ghê không mọi người? Tôi thế không? Bỏ nước lên thế không đâu. Quýnh gớt trong luôn mọi người ơi. Đây quýnh dán nữa mọi người ơi. Ô, quýnh không đẹp mà mấy cái lộn té đẹp đẹp mọi người ơi. Té quá hài vãi chứ. Bên thân tinh với bên hỷ tinh quýnh nhau nha mọi người. Thì kết quả thì mọi người học cũng biết rồi đó. Mà này là diễn tập lại thôi nha mọi người.
là mỏi chân lắm á Đức. Nó là mỗi chân mà hai cái đứa này. Em ơi. Có hai đứa đang giữ đến sáng mai rồi tao đùa là bù nước gì thôi rồi. Đang trời nắng mát nữa. Đây là này nè, này. Sơn Tinh tháng 2 đúng không nhỉ? À, một điều. Mày sao không lộn xuống luôn nhỉ? Mắc chạy bộ xuống nhỉ? Giờ tới chân tinh hỉ tinh đấu mọi người ơi. Nó bị mắc cây cột rồi không thấy được mọi người ơi. Lên hỏi công chúa đẹp không Đức? Lục hai bận bộ đồ mà không nổi mọi người, mà không biết đẹp không? Đẹp mình rước luôn khỏi cưới được hai đứa này mọi người ơi. Ngựa chín hồng mau. Bãi điều chân hỷ tinh nó múa gì vậy mọi người. Đây vua lệnh mang gà chín cựa, ngựa chín hồng nha mọi người. Bây giờ Sơn Tinh với Hỷ Tinh sẽ chia về nè. Thank you.
gì vậy? Đó, vô chính nhà. Thủy tinh dưới nước nha mọi người. Đây đây, lễ vật của Xuân Tinh tới rồi mọi người ơi. Mắt mấy bụi cây kêu không rõ nha. Công chúa ra luôn. Ngon thế nha. Ta tiễn hết rồi, đen đi. Trần Tinh tới rồi mọi người. Tinh đi chưa đón dâu nữa. Trần Tinh tới trước nha mọi người. Đây, Trần Tinh tới trước nên được rước mỹ nương. Bảy nữa. Quận chúa bận bộ đồ nổi ghê nha. Thủy Tinh. Đưa điện thoại lên quay phụ đi, cái này hết lúc nào ai biết được. Yeah, I'm not a fool, though. Yeah.
Đây rồi, chân tinh được rước mỹ nương rồi mọi người ơi. Đây, chuẩn bị hỷ tinh đến nghe mọi người. Chuẩn bị hỷ tinh đến. Chân tinh đã lấy được vợ rồi. Đây, hỷ tinh đến. Hỷ tinh đến mọi người ơi. Hỷ tinh đúng không đúng không? Hỷ tinh đến sau nghe mọi người. Hỷ tinh đến sau đùng đùng tức giận. Hỷ tinh nổi giận mọi người ơi. Quá tài đẹp luôn mọi người. Hỷ tinh dân nước đánh chân tinh nghe mọi người. Quá tài đẹp luôn. Kìa kìa kìa, bay bay luôn kìa. Thank you.
Câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi mọi người ơi, quá hay luôn. Thì các bạn đã học qua thì các bạn cũng đã biết rồi đó, hàng năm thì thủy tinh dâng nước đánh sơn tinh, thì thủy tinh lên tới đâu thì sơn tinh dâng lên tới đó nha mọi người. Cái màn sơn tinh thủy tinh tới đây đã kết thúc.